Ok, cấu trúc cơ bản thì mình đã đi gần hầu như là hết rồi. Còn hôm nay thì qua cái cấu trúc, xác định cấu trúc theo cái cách mới. Để cho cái cách mới thì cách đấy nó là của bọn Trading Hub nó đưa ra thì ok, test thấy ok đấy thì ok, chia sẻ lại cho anh em. Thì hôm nay là đầu tiên là mình cần phải biết pullback đã. Cần biết pullback rồi là mới đi xác định cấu trúc cho. Ok. Thì cái pullback này nó là khi mà mình có một cái pha tăng lên hoặc là giảm xuống, ít là cái nhịp đẩy ấy, cái sóng đẩy của nó ấy, thì bao giờ cũng có một cái nhịp pullback đằng sau. Thì pullback đấy để mà gì, để mà giảm thiểu hoặc là để lấp những cái imbalance ấy, hoặc là gì, nó muốn tiếp dẫn xu hướng nhưng mà nó không đủ lực nữa thì nó cần phải pullback về để tiếp cận đến những cái vùng nó vẫn đang còn giá trị. Đấy. Thì đầu tiên là mình cần phải xác định pullback là pullback một mức, pullback của một mức ở đây có thể là mức thấp hoặc cao, mức thấp hoặc cao, pullback của một mức nha, còn pullback của một đoạn cấu trúc chưa nói tới nha. Ok, thì một pullback hợp lệ đó là mức cao nhất, ví dụ như trong trường hợp mà giảm đi, giảm đây đi, ví dụ như đoạn này. Ok, mình đang set pullback của cái đáy này, ok chưa? Rồi thì pullback của một mức đâu rồi? Đây này, thì có nghĩa là gì, mình đã set cây nến giảm cuối cùng hay là cây nến thấp nhất ấy. Không quan trọng là nó là màu trắng hay màu đen nha, thấp nhất. Ok rồi, tìm mức cao của nó, mức cao của cây nến đấy. Rồi, nếu cây tiếp theo hoặc là những cây tiếp theo, những cây nến tiếp theo mà quét qua thì được tính là pullback hợp lệ. Ok. Đó. Thì ở đây là mình có cây trắng này, sau đó đây là mức cao nhất của cây trắng này, thì đến cái cây tiếp theo này nó đã bị quét qua này. Ok, thì đến đây là gì, nó là một cái nhịp pullback hợp lệ. Thì pullback hợp lệ này để mình làm gì, một mình pullback hợp lệ thì mình nó không có vai trò gì nha. Xác định pullback hợp lệ xong để tìm inducement hoặc là để tìm là tìm đỉnh gần nhất, tìm đỉnh ngáy gần nhất, hay là tìm indu đi, IDM, indu inducement, inducement đấy, xác định pullback Đi mà là hợp gì lệ. đây? Inducement, indu nó là một cái pha dẫn dụ ấy, hay là một cái nhịp mức cao gần nhất, thì ok cứ gọi nó là Indu đi cho nó tiện, không là gì, Em chưa biết cái inducement nghĩa là gì. mức cao gần nhất nó làm một cái pha dẫn dụ, dẫn dụ vào, ví dụ như nó bót đi trong một cái đoạn 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 đây, ví dụ như đây. Thì bình thường là mình cứ bót lên là mình bắt theo những cái POI gây ra bót đây đúng không? Đây. Thì nếu mà mình sử dụng cái bót này để buy thì sao? SL. Đấy thì người ta gọi là cái nhịp test đầu tiên mà không chạm vào POI cái swing ấy, thì thường nó sẽ là một cái pha dẫn dụ, một cái inducement mà mình sẽ không giao dịch tại những cái mức như vậy.
đó. Thì mình gọi đây là gì, để tìm Indu hay là cái mức cao gần nhất của cây của cái nhịp giảm. Thì ví dụ như cái trong cái trường hợp H4 này thì đây nó pullback thành công, nhưng mà cái mức cao nhất của nó là trên này cơ, thì rõ ràng ở đây là nó chưa quét thì đây sẽ không được tính là một cái đáy, à sẽ không được tính, à không được tính là pullback thành công, là pull pull thành công. Nhưng mà cái Indu này nó chưa quét thì mình cái đoạn cấu trúc này ấy, nó không tốt, không tốt. Ok, đi tiếp tục xuống dưới, ví dụ như đây, tiếp tục xuống dưới mình đã có một mức thấp hơn rồi, thì cái cây cao nhất của cây nến thấp đấy ở đâu, ở đây thì nó đã quét qua này, nó đã quét qua. Khi nó quét qua rồi thì mình đi tìm Indu. Đây thì Indu ở đây, Indu là những cái mức mà nó cần quét, đây là những mức cần quét, nó cần phải quét qua khi mà thị trường nó mới đi đến đây thôi. Còn nó đi tiếp xuống thì mình phải check tiếp xuống. Còn hiện tại ví dụ như nó đang dừng lại ở đây thì đây là hai cái mức mà mình có thể là làm TB, nhưng mà mình cần nó quét qua để nó xác nhận cấu trúc chẳng hạn. Xác nhận cấu trúc bằng cái việc quét Indu này thì ok, lát nữa sẽ nói, mình đang nói về cái việc là xác định pullback để tìm Indu. Tìm Indu xong là tìm cấu trúc. Xác định pullback. Để tìm Indu. À. Xong có Indu rồi. Thì xác định cấu trúc. Đó. Chứ không phải là mình tìm Indu để mình giao dịch một cái gì đấy, hoặc là xác định pullback để tìm để làm một cái gì đấy. Thì đây là giảm. Có vẻ như vẫn đang không hiểu đúng không? Kiểu kiểu đấy. Bây giờ mình xác định pool, nếu có pool thì phải tìm đỉnh xem quét hình đu chưa, quét hình đu rồi thì lại cấu trúc. Đấy, thì tí nữa đến cái đoạn cấu trúc thì mình sẽ hiểu hơn. Đấy. Thì nó sẽ dễ hơn. Thì đây là giảm, tăng lên thì ngược lại thôi. Ví dụ như đây là một mức thấp và mình sẽ check trong cái mức này, thì ok, bắt đầu nó tăng lên này. Mình đang giảm đúng không? Ok rồi, với giảm thì mình tìm cái gì, cái nến giảm cuối cùng, à mức thấp nhất, rồi là đợi nó quét qua. Thì với một cái trên tăng thì mình sẽ xác định đỉnh đúng không? Thì ví dụ như đây là đỉnh đi, mình sẽ check cái này, đây là đỉnh rồi. Thì cái mức thấp nhất của cái cây nến đấy ở đâu, đây thì nó đã quét qua rồi, nó cũng đã được cây đen này quét qua rồi, thì mình tìm mức thấp của cái cây đấy. Mức thấp nên nhớ là giữa ba cây nến nha, thấp nhất giữa ba cây nến nha. Thì đây đây chính là cái Indu của mình đó, và mình cần nó quét thì khi mình sử dụng những cái PI bên dưới này thì nó sẽ hay hơn đấy, thì nó sẽ cho mình một tí nào đó phản ứng đó. Thì Câu đây hỏi chỉ là chính một là giữa ba cây nến, nghĩa là cây bên trái ngay bên trái cái cây cao nhất bên ngay bên phải đúng không? Hay là đúng ba không, cây nến trước nó? ba cây nến y là cái mức thấp nhất ấy, phải ở là ở giữa như này này. Ví dụ như cây đấy là cây cao nhất đi, là mình có một hộp bùn hợp lệ đi, cây ở giữa hộp bùn hợp lệ thì mình xem Indu ở cây với ngay bên trái nó đúng không? Bên trái, nhưng mà vấn đề là nó phải dài hơn cây bên trái nữa này thì nó mới được tính là mức thấp nhất. Còn khi mà cái râu của cái cây trắng này nó dài hơn thì nó phải là cái cây dài hơn này thôi, chứ không phải là cây này nữa. Nhưng mà ý chỉ ba cây gần nhất thì đúng không? Mình Hay sẽ là xét xét là nó có
đâu để tìm tìm những cái nến đấy. Mình vẫn phải check nó như nào cho nó dễ hình dung nhỉ. Có nghĩa là giữa ba cây, ok, nó khó diễn tả quá. Ok, hiểu thì hiểu nhưng mà nó diễn tả nó hơi vòng vo tí. Ok, ví dụ đây là ba cây này đó, thì cái mức thấp nhất giữa ba cây đấy thì cái cây thấp nhất nó mình mới được tính là là cái mức IDM này. Còn khi cái trường hợp mà cái cây trắng này dâu nó dài hơn thì có nghĩa là nó chưa pullback thành công của cái cây này, chưa pullback thành công nha, vì là mình đang check pullback theo từng cây một mà. Đó thì cái dâu dài nhất này mà nó chưa được quét thì nó sẽ không được tin được pull, thì cái IDM mình sẽ phải lấy cái mức thấp nhất chứ không phải là lấy cái cây trắng này nữa. Còn nó mà thấp như này thì rõ ràng là cây cây trắng này nó đã quét qua rồi, quét qua rồi, nó đã quét qua rồi, thì ok, đây là mức thấp nhất của mình, đây là mức thấp nhất giữa ba cây. Chứ còn nếu mà cái cây bên trái nó mà nó dài hơn thì phải check tiếp cho cái cây bên trái nữa. Thế nào nhỉ, thế nào cho nó dễ hình dung nhỉ? Cái đoạn vừa xong may nó bị đơ, anh nhớ lại Hả? ổ đoạn vừa xong may nó bị đơ, anh nhớ lại là đây rồi, nó không có hình ảnh. À, không có hình ảnh nha. Từ từ tìm trên đoạn này chắc nó dễ chứ đoạn này khó quá. Vẽ cái này nó hơi nhiều. Anh đợi em xíu. Xem nào. Ok, đâu ta? Đây này. Mình sẽ có là đây, ví dụ dễ vẽ theo cái kiểu vẽ theo kiểu mô hình đi. Đây, ví dụ như mình có một cái nguyên một cái đoạn giảm như này, sau đó là pullback lên. Ok, rồi tiếp tục lao xuống đi chẳng hạn. Ok, đây sẽ là cái cây thấp nhất của mình. Ok, không quan tâm đến màu nha, màu sắc còn đến không quan tâm nha. Vì gì thì đây là cây thấp nhất. Ok, rồi thì cái cây này mình đã thấy là gì, mức cao nhất của nó đã quét qua đấy, nó đã quét qua thì mình sẽ, đây là một cái pullback thành công, và sau đó là gì, mình sẽ đi tìm cái mức cao nhất của nó, cao nhất của cái nhịp giảm này là cái indu của mình, cao nhất. Cao nhất. Ok. Đấy, thì đây sẽ là cái mức cao nhất. Cao nhất là có nghĩa là gì? Ok, cái cây bên trái này nó đã quét qua này. Quét qua để cái thằng này là cái cây cao nhất, là nó trở thành cái cây cao nhất đấy. Thì đây sẽ là cái mức cao của mình. Mức cao của mình. Nào, rồi tiếp tục nó có lao xuống, nó tiếp tục cho mình một cái cây thấp nữa. Đây.
Rồi, nhưng mà cái nhịp pullback tiếp theo, cái nhịp nó đẩy lên tiếp theo ấy. Nó đẩy lên tiếp theo này thì nó không có một cái cây nào mà vượt qua được cái thằng này. Đó. Nghĩa là dâu của hai cái thằng đằng sau hoặc là nhiều thằng đằng sau này nó không vượt qua được cái mức này thì đây không được tính là pullback, mà khi mà nó quét qua cơ, nó quét qua thì nó được tính pullback, còn nó mà không quét qua thì sẽ không được tính. Thì lúc đấy là mình sẽ có một cái mức cao ở đây. Mình có một mức cao ở đây thì cái mức cao này là nó xác định cho cái việc là cái nhịp pullback nó dừng ở đâu. Thì ví dụ như thị trường nó đi như này đúng không, đấy rồi nó xuống tiếp vì cái này nó chưa thành công mà, nó sẽ xuống tiếp đấy, thì nó là một cái cấu trúc con hơn là những cái nhịp mà pullback nó đã hoàn thiện đầy đủ ấy, thì nó sẽ như vậy. Cái buồn em hiểu bên Ok, cái đoạn này ok. okay. Ý là nãy bỏ ba cây đến Ok, 3 cây. Đây. Đây là mức cao nhất. Đây. Rồi. Thì đây là mức cao nhất này. Đây là mức thấp này. Thì cái cây trắng này đã quét qua nhá. Cây trắng này đã quét qua rồi này. Okay. Thế là buồn ok rồi. Là ok này. Thì mình sẽ nhìn bên trái nó để xem là cái cây nào là cây thấp nhất. Đây, thì đây là cây thấp nhất giữa ba cây nến. Thấp nhất giữa ba cây này. Đó, thấp nhất giữa ba cây này. Tại sao nó lại thấp nhất? Thấp nhất vì cái cây bên trái này nó đã bị quét qua này. Thì nó trở thành cái cây này là cây thấp nhất. Đó. Ok không? Thấp nhất Ok đây. đây, ok Ok. đây. Em cũng khoan ba cái nến, ok rồi. Để giải thích có thể nó hơi rối rối một tí, là nó sẽ gây cho anh em hiểu nhầm mà khó hiểu đấy. Thì đây là cây thứ nhất. Còn Ok. nếu mà cái cây này, nếu mà cái cây đen này dâu nó dài hơn đúng không, thì đây sẽ không phải tính nữa mà mình phải lấy cây dưới này, mình phải lấy cái này cơ, vì ở đây mới thể hiện cho cái việc là nó là cây thấp nhất giữa ba cây. Còn đây nó là ba cây, nó cứ tăng là nó đâu phải là thấp nhất đâu đúng không. Đúng không? Không Đấy thì cái vòng vo là vòng vo ở cái này này, đó là mình phải check check xem là ôi cái cây trước đó nó có bị quét đáy không. Quét đáy thì nó mới trở thành thấp nhất được, còn không quét đáy thì mình phải di chuyển xuống những cái mức thấp hơn để mình tìm. hiểu. Ok Đấy. anh ơi. Hiểu rồi. Thông. Ui giời. Nhiều lúc có những cái mình hiểu nhưng mà mình không diễn đạt. Ok, đấy thì trong pullback thì ok màu nến nó không quan trọng, nó cứ chỉ cần là ok nó quét qua hay không thôi. Tiếp tục. Ví dụ như đây. Ban đầu mình có một mức cao, sau đó là mình có một mức thấp ở đây. Thì trong quá trình nó chạy, trong quá trình nó chạy như này thì tất nhiên là đây nó chưa quét thì đây sẽ không không được tính là pullback, sẽ không được tính là pullback, mà bao giờ nó phải quét qua cơ đấy, bao giờ nó phải quét qua cơ thì nó mới tính pullback đấy. Còn nhiều trường hợp thì sao, trường hợp ví dụ như mình gặp những cây nến to á, nó còn không cho mình pullback luôn. Ví dụ như cây nến to, ví dụ như đây không, đoạn này thì nó ấy rồi. Nến to như nào ta, đâu rồi, trong một cái nhịp tăng. Ok đây đi,
tìm lâu quá. Có thể nó sẽ thế này. Đây. Như nào nhỉ? Cho mình cái này to đi. Ok. Đấy, thí dụ như này. Thì ở đây là mình có là nó đã bót hoặc nó làm cái gì đấy. Ok, để tạo ra một mức cao ở đây. Để tạo ra một mức cao này. Thì mình sẽ check là mức cao này nó đã bách hay chưa. Thì bằng cái việc là gì? Mức thấp nhất của cái cây nến cao đấy ở đâu? Đây. Đó. Thì mình thấy là gì? Cái cây nến tiếp theo hoặc là những cái nhịp tiếp theo nó không hề quét qua. Nó không hề quét qua. Thì đây sẽ là gì? Không phải pullback. Không phải pullback. À, vì nó chưa quét qua và cái mức thấp này nó vẫn được bảo vệ. Nó và tiếp tục là nó tăng tiếp lên. Thì mình phải di chuyển lên những cái vùng trên này để mình check. Ví dụ như đây là một cây mới, cây cao mới, đỉnh cao mới đúng không? Mình phải check cái mức này để xem mà nó có quét hay không. Đấy. Thì vương bách hợp lệ hay không hợp lệ là như thế. Còn cái việc mà nó giật xuống cái này thì ok, nó hợp lệ rồi. Còn nó mà không liếm vào thì nó sẽ không hợp lệ. Đó. Đấy, cái đoạn không hợp lệ đấy là ok đúng không? Dễ hình dung đúng không? Ok, cái đoạn vuông hiểu. Okay, rồi. Ví dụ như mình xác định trong cái đoạn này đi. Ok, trong đoạn này. Mình xác định trong đoạn này. Thì ví dụ như bắt đầu từ từ đây. Ok. Ở đoạn này thì ok, mình đã có quét qua này. Nó đã quét qua này. Thì ok, đây sẽ là một cái pool hợp lệ. Mình sẽ tích một cái pool hợp lệ này. Tiếp tục. Đây là cây trắng. Cây trắng và cái mức cao của cây trắng nó cũng bị quét. Đó, thì đây cũng là hợp lệ. Rồi, một bước thấp hơn. Cây này thì ra ok, cũng đã quét qua. Thì đây cũng hợp lệ. Rồi, tiếp tục cây đen. Cây đen này thì sao? Mức cao nhất của cây đen hiện tại nha, hiện tại là không quét qua. Đây đi. Ok, hiện tại là không quét qua thì đây sẽ không được tính, đây sẽ fail, đây sẽ fail. Rồi tiếp tục mức thấp hơn là cây đen này đã ok quét qua rồi thì đây sẽ là đúng. Rồi tiếp tục cây trắng, đúng đúng không? Rồi tiếp tục, đây là cây đen là thấp nhất, nhưng mà sao đỉnh cao nhất của cây đen không hề quét thì đen đã trở thành fail. Rồi tiếp tục đằng này cây trắng này, thì mình sẽ đợi cái mức cao của cây trắng xem nó có quét qua hay không. Khi nó quét qua thì ok, hợp lệ. Ok, hợp lệ. Đấy, thì nó là như thế, khi check nó là như thế. Mình check xem là ok, cái mức thấp nào là nó đã có pullback thành công, mức thấp nào là không có thành công. Với trend giảm thì mình đi tìm mức thấp, còn nếu trend tăng thì mình đã là tìm ngược lại. Đó, thì đây là những cái đáy đã pullback thành công, thì mình sẽ có là những cái đỉnh nhỏ ở trên này. Ý là những cái mức cao của cái nhịp pullback đấy. Đây, đoạn này thì không thành công thì đây sẽ không được tính. Mà đây cơ.
Ok, xuống này, không được tính này, mà phải xuống một phát xuống dưới đáy này cơ, mới được tính cơ. Ok, mình sẽ có đây, nó sẽ đi như vậy. Ok, cái này không được tính này, vì nó không có cách thành công này. Sang đây, và đây thì nó không có đáy mới, thì hiện tại nó đang ở đây đã. Rồi thì tiếp tục mình có cái cây đen này. Ok, rồi mình sẽ đợi cây tiếp theo. Rồi thì đây sẽ là cây cao nhất và đây là mức thấp nhất của nó. Thì hiện tại là nó chưa có pullback vì nó chưa quét đúng không? Ok, rồi nó tăng tiếp lên mà nó không quét thì đây sẽ không phải là đỉnh nữa, mà mình phải tìm cái đỉnh trên này. Thì cái cây cây doji này, à mình xem nó có quét không. Ok, nó không quét, nó không quét mà nó tạo ra những mức ngang bằng nhau này. Ở đây có một cái lưu ý của cái việc là hai cái mức ngang bằng nhau, nếu thấy hai mức cao hoặc thấp bằng nhau thì lấy cây mới nhất để xác định. Thì lấy cây mới nhất để xác định. Ví dụ như hai cái cây đen này, một cây doji một cây đen xì đằng sau này. Giả dụ nó bằng nhau đi thì mình đã check cái đen chứ không cần check cái trắng nữa. Ở đâu? Đây là thấp mà. Cái trong trường hợp tăng thì mình cần phải check cao, còn trong trường hợp giảm thì mình check đáy, thì mình check thấp. Quên mất. Ok. Rồi, thì ở đây mức cao này ok, nó đã quét còn một tí. Quét một tí cũng tính nha. Quét một tí cũng tính. Ok. Rồi, sau đó là nó lên một mức cao tiếp, cao mới thì ok quét rồi thì cái này là thành công. Ok. Đấy. Ok. Cái này là fail này. Cái này là thành công này. Rồi, tiếp tục. Ok. Mức cao này nó lại cho mình một mức cao mới nữa. Ở đây, cây trắng này. Ok. Thì cây trắng nó đi 1, 2, 3, 4. Đến cây thứ 5 nó mới quét cơ. Đúng không? Thì tiếp tục mình sẽ có là gì? Đó. Thì đến đây nó lại là một cái pullback thành công. Ok chưa? Đấy thì thị trường nó cứ như vậy thì mình cứ trách theo như thế thôi. Cứ cao thì xem có đáy hay không, mà thấp thì xem quét đỉnh hay không. Vậy rồi, vậy là mình sẽ có một cái pullback tiếp theo đây. Cái mức cao đây thì mức thấp của nó mẹ dưới này cơ, nhưng mà nó không quét mà nó lại tạo ra mức cao hơn. Đấy, cao hơn thì lại check cao hơn. Đây. Đó. Khi check cao hơn cho đến khi cái mức cao đấy nó không bị quét. Thì đến đây là cây đen này nó đã tạo ra mức cao hơn cây trắng rồi. Thì mình sẽ chuyển cái việc check sang cây đen này. Thì đen là đã phân tích thành công rồi. Cái trường hợp này là nó ok, hai cái đỉnh này, hai cái đỉnh ok, zoom to ra hai cái đỉnh ok, cái đáy của cây nến trắng đấy là cũng quét qua một tí nhưng mà cái này là ít quá. Ok, nhưng nãy là nói là quét một tí cũng tính đúng không, thì ok thì cứ tính đoạn này đi cho nó đúng theo cái lý thuyết. Ok, đây cây đen này là cao hơn thì đây cây đen xem là quét đáy đúng không? Ok thành công. Rồi tiếp tục đến cái dâu này mới là cao nhất cơ. Và nó cũng quét qua thì ok, nó đã
thành công rồi. Rồi đấy, rồi bắt đầu là chuyển sang giảng tiếp. Đấy thì fullback mình lại trách như vậy đó. Rồi sang đi cái đoạn mà đi đi xác định cấu trúc thì về cơ bản thì cái LMC của mình nó thiên về cấu trúc và thanh khoản là cái chính. Thì như hôm qua là mình đã nói về bot rồi, về chóc rồi. Đấy thì để mà đánh dấu được cấu trúc theo SMC hoặc là để xác định cấu trúc theo cái cách quét này, theo cái cách quét IDM này. Đấy thì tất nhiên là mình cần cái IDM trước ạ. Đấy thì mình mới có cái việc là xuất hiện fullback để tìm IDM. Tìm IDM rồi thì mình sẽ ra được cấu trúc. Đó. Rồi. IDM mình có thể gọi nó là cái mức cao nhất trước khi có fullback. IDM là mức cao nhất trước khi pullback thành công, có nghĩa là mình check pullback thành công, sau đó là mình sẽ đi tìm IDM. Đấy như lúc đầu ấy thì nó sẽ ấy, căn bản cái vòng cái này nó mắc với nhau, nhưng mà đang không biết là gỡ kiểu gì cho nó xuôi, là nói thi thoảng nó cứ bị ngược ngược ngược. Ok, đây ví dụ như đây là những cái nhịp phân cách thành công này. Ok thì mình sẽ tìm tìm mức cao của nó, mức cao nhất trước khi pullback thành công, thì đây là đáy đúng không, thì mức cao nhất đâu đây cao nhất đây, đây sẽ là Indu này. Rồi tiếp theo cái nhịp này đây cũng là Indu này. Rồi tiếp theo nữa đây không, cao nhất. Ok đoạn này thì không, đoạn này thì không có comeback thành công này, thì mình sẽ bỏ qua. Nhịp dưới thì đâu là mức cao nhất của nó, cao nhất là cái đỉnh này, vì là sao, vì là cái cây trắng này nó không quét qua cái dâu cao nhất của cây đen đó. Rồi tiếp tục xuống dưới này thì mình sẽ có ở đâu, đây mức cao nhất, vì nó cao nhất giữa ba cây nến, nó nằm ở giữa cái cây, ở giữa cao nhất giữa hai cây còn lại đó. Thì ví dụ như cái cây này, đây cây này thì rõ ràng là gì, nó cao hơn, nó đã quét cây trước nó rồi, nó quét cây trước đó đây. Đấy, nó quét cây trước đó và nó trở thành cái mức cao nhất, thì đây sẽ là cái mức của mình chứ không phải là trên này nữa. Ok đoạn này không, Vẫn hơi lấn cấn một tí để tí sao lại cái gì ngoài anh sao nó có quét cái cây bên trái nó không, nhưng mà nó quét thì nó sẽ là mức cao nhất. để nghiên cứu lại này. Còn nó không quét Tôi thì sao nó mức cao nhất được, chứ không phải là cái đỉnh rõ ràng này đâu, vì đây nó đã quét NQ rồi, nó đã quét qua rồi. nó cũng hiểu, nó chưa hiểu lắm ấy. Có nghĩa là từ anh xuống mấy cái chỗ vừa nãy là cái kéo sang bên phải một tí, cái chỗ ngay cái sau kia để anh zoom to Đây à. cái em viết vào đây nha, viết màn hình nha. Vẽ được mà. Ví dụ cái đoạn này từ đến full này, cái này từ cái đáy thành con này hiện đại từ nghe hiểu rồi đấy.
nó là giữa ba cây à. À không hiểu anh em. Anh hiểu Nó mà giữa ba cây nó không quan trọng là màu đâu, không? nếu À không mà hiểu cái anh. cây nó mà đây, ví dụ như đây là cây số 1 này. Ok, đây là cây số 1 này. Ví dụ như mà vừa cho em nói nhé, ví dụ như mà trong cái giảm này thì mình sẽ xếp ba cây và xem nếu nó quyết đỉnh thì nó sẽ IDM. Không, nó quyết định thì nó sẽ là mức cao nhất, và mức Ý cao là nhất nó, thì sẽ nhưng là mà IDM. Ừ đúng ý là rồi. nó là trong cái xu hướng giảm ấy thì xem cái đỉnh thôi. Đúng rồi. À, hiểu anh, hiểu rồi đấy ạ. Hiểu rồi đấy nhé, Ok. Đấy, nắm rồi đấy. nên là kiến thức thì đấy nó easy trên YouTube, nhưng mà vấn đề là trong quá trình là mình vướng ở đâu là mình hỏi được ngay, và mình cần hiểu được thì mình mới đi tiếp được. Chứ còn nó chả có cái gì thần thánh hay là chiến thánh trên trên thức gì đâu. Nhiều ông cứ làm ma làm quỷ, cho là đến lúc người ta vào học thì chả có cái đất gì đó. Thì đây là mình những cái IDM của mình, và mình cần nó quét quét thì nó mới có cấu trúc đấy. Thì xác định IDM đã xong nhá, fullback đã xong này, xác định IDM xong này. Ok, thì bây giờ đã đi xác định cấu trúc thì mình sẽ cần nó quét cái lúc khi xác định thì mình cần nó quét IDM. Cần nó quét IDM thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Ví dụ như mình đang trong một cái chân giảm đi. Ok rồi. Đấy, ví dụ một đoạn như này thì mình giả dụ rằng đây sẽ là fullback thành công, đây sẽ là cái mức thấp đã pull thành công, đúng không? Mức thấp đã pull thành công thì đây mức cao nhất của nó đây sẽ là gì? IDM đó. Và mình sẽ check là IDM này nó đã quét qua chưa, à nó có quét qua không. Đây cái nhịp đẩy của nó này, quét ở đây thì chỉ cần quét dâu cũng được nhá, không cần thân đến nhá. Quét dâu là tính. Ok, quét dâu là tính. Thì khi nó quét như thế này và sau đó nó bót, sau đó bót bót tới mức thấp, mà bót này thì bót phải bót bằng thân nến nha. Đấy, bót thì bao giờ bót bằng thân nến rồi, thân nến đóng nha, ý là đóng cửa bằng một cái thân nến đấy. Chứ như hôm qua có bảo ấy, là ví dụ như cây này, cái cây to bự này thì ban đầu là gì, ban đầu là nó giật lên xong rồi giật xuống thì ok, có rõ ràng là thân nến nóng qua rồi, nhưng mà khi mà kết thúc cây nến đấy nó lại đóng cửa bằng cái dâu cơ thì không được tính, mà nó phải đóng hoàn toàn bằng một cái thân đó. Thì khi mình có bót rồi, sau đó là ở cái mức IDM của mình nó đã được quét qua, thì lúc này sẽ được tính là một cái bót hợp lệ, hay là một cái cấu trúc, hay là một cái mức LL được xác nhận. Đấy, mức lower low ấy, được xác nhận thì đây sẽ là mức lower low. Ý là trong chân giảm. Ô kìa. Trong chân giảm. Thì chỉ cần xác nhận đáy hay là mức thấp ấy. Mức thấp là ok. Thì khi mình có mức thấp rồi thì mình quay về mình tìm đỉnh, thì đỉnh là mức cao nhất giữa hai cái đáy đấy. Với như hôm qua có nói ấy, đó là gì, đỉnh là mức cao nhất giữa hai cái đáy, còn đáy là mức thấp nhất giữa hai cái đỉnh. Nhưng mà đáy thì phải trong cái chân tăng cơ, còn trong chân giảm thì mình sẽ đi tìm đỉnh như thế, chứ không cần thiết là mình phải đi xác nhận đỉnh đâu. Ok rồi. Thế thì về cơ bản chỉ trong một
đoạn nó sẽ như thế này. Còn nếu mà nhìn rộng ra nhiều đoạn thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục thì tí nữa lên trạc thì nó sẽ dễ hơn tí. Ok rồi, tiếp tục mình sẽ có một đoạn là như vậy. Như vậy ok rồi, tiếp tục thì nó sẽ như vậy. Rồi thì đến đây là mình đã bót thành công này, xong bắt đầu nó cho mình mức mức thấp tiếp. Mức thấp ở đây thì mức thấp này nó có cho mình pullback hay không? À thì ok, có thể có pullback nhưng mà nó không quét IDM, nó không quét IDM đúng không? Thì đây sẽ không được tính cái đáy mà mình phải di chuyển xuống mức thấp hơn nữa. À, bao giờ cái mức thấp này nó quét IDM thì nó mới được tính là một cái mức thấp mới. À, bao giờ nó phải quét thì nó mới được tính là mức thấp mới, được chưa? Đó Ok. rồi, đấy thì khi có đáy rồi thì mình hãy tiếp tục mình đợi thôi, đợi nó bót hay không, hoặc là gì nó có bót đỉnh hay không thì nó có, nó cho mình một cái TR ấy. Đấy thì ví dụ như mình muốn nó đảo chen hay là nó cho chúng chóc thì nó phải quét cái đỉnh này, mà nó muốn giảm tiếp thì nó phải quét cái đáy này. Đó thì đến đây khi nó quét đáy thì mình lại tiếp tục mình check là ok cái mức thấp mới này nó pullback thành công hay chưa, pullback thành công hay chưa, rồi là xác định IDM của nó. Đấy thì IDM đây nó có lên quét không, không, mà nó lại tiếp tục nó tạo ra cho mình một mức thấp hơn. Rồi mức thấp hơn rồi, cái mức thấp hơn này thì sao, ok lại check thôi, lại IDM xem có quét không thì ok nó quét. Quét thì đến đây của mình mới là đáy mới đó. Thì cấu trúc của mình ấy nó sẽ như thế này. Ok mức cao nhất này, ok mức cao nhất giữa hai đáy nha, mức cao nhất giữa hai cái đáy này nha, thì ở đây thì đây sẽ là đỉnh, đây cũng thế, mức cao nhất giữa hai cái đáy là đây, đây sẽ là đỉnh. Thế thì cấu trúc của mình nó sẽ như thế này đó, chứ không phải là những cái cấu trúc như màu đỏ ai đâu đó. Thì đấy là cái cách để mình xác định cấu trúc, có hình dung được ra vấn đề không? Ok. Đấy, ok, tăng lên thì cũng thế thôi. Tăng lên ví dụ như xuống đoạn dưới này là nó bắt đầu cho mình một cái chóc nhỏ đầu tiên này, xong bắt đầu vọt lên để mà bót lần đầu. Đấy, để mà bót lần đầu. Thì bót lần đầu thì mình cũng phải check xem là nó có pullback hay không. Vì là với chân tăng thì mình cần phải check đỉnh, còn với chân giảm thì mình cần phải check đáy. Đấy, cứ nhớ một cái câu như thế là được. Ok. Ok, thế này đi. Thì tiếp tục đây mình sẽ có một cái bot tiếp này. Bot tiếp, ok, check đáy, cái này không quét, không phải là đáy. Xuống đến đây cơ. Ok, đến đây mới là đáy cơ. Rồi đến đây nó bắt đầu là gì, nó cho mình quét đó. Rồi tiếp tục thì đây sẽ là gì, ở cái đỉnh của mình thì tất nhiên để mà tăng lên thì mình cần nó phải chóc cái này, mình cần nó phải chóc. Ok chóc thì đây sẽ là đỉnh mới. Đỉnh mới có quét IDM không, IDM gần nhất ở đây không quét, ok không được. Tiếp tục nó cho mình ở mức cao hơn thì đây ok đã quét chưa, thì đây mới là thành công này. Đó, thì khi thành công rồi thì đây sẽ là cái đỉnh mới của mình. Đó. Rồi tiếp tục. Mình sẽ đợi nó có bot hay không. Bot thì lại quay về check. Phát đầu tiên không quét này, phát thứ hai quét. Ok, đỉnh mới. Rồi. Thì mình có đỉnh mới rồi. Đây. Mình có đỉnh mới giữa hai cái đỉnh mới này. À, thì đâu là mức thấp nhất thì đây sẽ là mức thấp nhất, thì đây sẽ là đáy. Thế thì mình sẽ có một cái cấu trúc tiếp theo như vậy đó, ok không?
Ok. Rồi. Nên chạc thì nó sẽ như thế này. Nên chạc mà 10 năm thì cho nó nhiều từ tăng sang giảm. Ok, từ đoạn giảm này đi. Ví dụ mình bắt đầu từ đây, bắt đầu từ cái đáy này, bắt đầu từ cái đáy này thì ban đầu là sẽ check xem là nó phân bách thành công hay chưa. Thì đâu, ok, ví dụ như cái đen này là mức thấp nhất đi thì nó đã phân bách thành công này, và đây sẽ là cái IDM của nó này. Nó quét thì ok, đây sẽ nằm cái đáy đó, và mình muốn nó giảm tiếp thì nó cần phải bót đúng không? Ok rồi, đến đây tất nhiên là bằng dâu thì sẽ không được tính là bót. Dâu không tính bót. Ok, mà mình phải đợi cái gì? Đợi cái dâu này đóng bằng thân cơ. Đây vẫn là dâu không tính, ok chưa? Mà mình phải đợi cái gì? Đợi cái mức thấp này, cái dâu mới này nó đóng bằng cái thân thì ok, bây giờ mới tính này. Bây giờ mới thành công, mới bot thành công, ok chưa? Okay. Đó đấy, bây giờ mới bot thành công rồi. Thì khi bot thành công rồi, nó cho mình một cái mức thấp đấy, bắt đầu nó cho mình một cái mức thấp ở đây, thì mình có thể là check theo từng cây một đó. Check theo từng cây một, từng cây một thì ok, nó vuông bách, ví dụ như nó mới đi đến cái cây trắng thứ ba này. Cây trắng thứ ba, đây cây trắng thứ ba này, thì ok, cái nhịp của mình nó sẽ ở đây, ở đây đấy, thì mình xem là ở cái đỉnh của cái cây này nó có bị quét không đấy. Thì ok, nó đã quét qua này, quét qua thì mình quay về mình tìm Indu. Indu mức cao nhất đây, đây thì đây sẽ là Indu của mình đó. Còn nó mà cho mức thấp hơn nhá, nếu nó mà cho mức thấp hơn thì mình phải di chuyển tiếp xuống cái mức thấp hơn, đó là gì? Sử dụng cái cây này chứ không phải là cây trên đấy nữa đó. Ok thì ok, nó đã quét quét thì bây giờ cái mức Indu của mình nó không phải là trên này nữa, mà nó ở đây cơ, mà nó ở đây. Đoạn này bỏ đi, được chưa? Có hiểu đoạn này Có anh hiểu. không? Ừ, đó. Thế thì đến đây mình mới có một cái đáy mới đó. Thì đâu, giữa cả một cái khúc như này đấy, mức cao nhất thì đây sẽ là cái đỉnh đó, thì cả một cái đoạn cấu trúc này nó mới có một cái đỉnh ở đây cơ đấy, một cái nhịp thế này cơ. Rồi tiếp tục check tiếp, nếu nó muốn bót tiếp, nó muốn giảm tiếp thì sao? Ok, phải bót cái đáy này rõ ràng rồi. Ok chạy, còn nó mà vẫn đi trong cái TR này thì nó vẫn chỉ là sideways thôi, sideways trong cái TR thôi. Ok, phát đầu tiên dâu không tính nha. Rồi đến đây, đến đây là nó mới quét thành công này, nó mới bót thành công này đó. Đến đây là pullback thành công này. Rồi đây sẽ là cái Indu của mình. Lưu ý nhá, là do là mọi người dùng cái sàn ở trên trên view ấy nó khác với Xnet của mình, nên là những cái đoạn mà nó quét có một tí này này hoặc là ngang ngang bằng nhau ấy, thì mọi người có thể bỏ qua để tìm những cái mức nó rõ ràng cho cái việc là nó cao nhất trong ba cây thì nó sẽ hay hơn. Thì đây Anh nó đang sẽ định là hỏi anh là sao cái này không phải Indo, phải nó đấy. quét trên này tí này. Thì nó ít quá, nó ít quá thì thường sàn ở trên này nó làm giá mà Oanda với FXCM là nó nằm giá nhiều nhất đấy. Mà ý ví dụ là nếu mà đúng ra thì cái đỉnh này mới là IBM đúng không? Nếu mà đúng giá mà nó không lệch cái point nào thì cái nút đấy mới là ID Ok, rất hiểu đấy, rồi. còn không thì mình cứ tìm những cái mức nó rõ ràng
cứ rõ ràng rồi mình xài, cứ rõ ràng cho nó an tâm đấy. Thì đây nó quét in mà rồi thì ok, đây mới, đây mới ok rồi, tiếp tục đợi xem là cái đáy mới là nó có giảm tiếp hay không. Ok rồi, chọc xuống nhưng mà gì, chọc dâu ok không được tính, đợi tiếp. Ok rồi, nó vút thêm một phát nữa, dâu cũng không được tính nốt đó. Rồi rồi, ở đây, ở đây, đây khi mình có một cái đáy mới ở đây rồi thì ok, đỉnh của mình ở đâu, cao nhất, mức cao nhất nha, cao nhất chứ không phải là cái đáy đằng sau đâu, đây là mức cao nhất này đấy. Ok rồi, đến đây thì mình có bót, mình có chóc này, thân đến đã đóng qua rồi này, thì bắt đầu là đi check đỉnh. Thì ví dụ như cây trắng đầu tiên này, đó cây trắng đầu tiên này thì đâu, đáy đây ok, xem nó quét đáy không, không quét mà lại tăng tiếp lên, tăng tiếp lên thì bây giờ cái pullback của mình sẽ là ở đít cây trắng này, thì đây nó đã ok rồi đó. Thì mình sẽ đi tìm mức thấp, mức thấp thì mọi người thấy ở đây không có cái cây nào ở giữa những cái đoạn này cả, thấp nhất trong cái đoạn này cả, thì cái in lưu của mình sẽ là cái cây cuối cùng này, cái mức thấp cuối cùng này ok không. Vì đây nó không cho, nó không thể hiện được Ok cây nghe. nào thấp hơn cả. Em hiểu Ví khoảng ba cái nến thôi. đúng rồi, ví dụ như cây trắng này cơ, nó có dâu thò xuống cơ, thì nó sẽ là ở cái đít cây trắng này, còn cây trắng này nó không có thò cái gì xuống thì sẽ không tính, mà mình phải lấy cái mức thấp nhất ở dưới này đấy. Vì là Bữa xem cái video trên YouTube của anh phân băn khoăn cái ba cái nến đấy là hiểu đấy rồi. đấy đấy, đấy. Vì đây, vì cây sau này nó đã quét rồi này đấy, thì nó mới thực tính là mức thấp nhất. Nó giống như kiểu cấu trúc ấy, nó như cấu trúc là giật cấu trúc xuống ấy, còn đây là nó vẫn đang trong một cái nhịp đẩy lên thôi chứ không phải là đáy đó. Rồi tiếp tục ok, để xem mà nó có quét hay không, vì là cái IDM của mình mãi dưới này cơ. Nếu mà nó tạo ra mức cao hơn thì mình mới xét tiếp nhé, còn nó mà không tạo mức cao hơn thì mình cứ check tiếp xuống dưới này. Thì đến đây ok, IDM đã bị quét này, nó đã bị quét qua đó, thì đây sẽ là cái đỉnh, sẽ được công nhận là một cái đỉnh đó. Rồi cấu trúc ok chưa, rồi đến đây Ví dụ từ trong ngoài, ví dụ mà nó không không quét đi mà đi lên thì mình lại tiếp tục xác kẻ cái ngang ngang mình thấy đỉnh mình lại xác định như kiểu xác định đỉnh bình thường đúng đúng rồi không anh? Ok. nó, thì ở đây mình nó đang giảm mà mình muốn nó bót tiếp, thì đây là cái mức thấp nhất mà nó nãy nó vừa tạo ra này đúng không, thì mình cần phải check cái này xem nó có bót hay không đó. Ok thì cái mức này nó đã bót rồi, bót mỏng một cái thân nến rõ ràng như này rồi, thì bắt đầu lại đi quay về đi check thôi, đi check. Ok thì cái cây đen này nó đã full max thành công này. Ok thì đâu là Indu, Indu đây đó, rồi nó có lên quét Indu không, không này, mà nó lại tạo ra mức thấp hơn đây, cây trắng này là cây thấp hơn này, thì cây trắng này nó cũng đã là gì, nó cũng đã quét Indu xong, nó cũng đã quét Indu xong, thì quét pullback xong, thì cái mức cao nhất của mình sẽ là cây này, cao nhất, cao nhất. Từ từ đoạn này lưu ý nha, mình có cây trắng ok, cây trắng này cả hai đầu của nó đều ôm trọn cây đen, đều ôm trọn cây đen, nên là mình sẽ tính cây trắng này là cây thấp nhất đó, mình tính cái trắng này là cây thấp nhất.
thì mình phải về bên trái nữa thì xem này, ok có cái mức nào mà nó hợp lý hơn không, chứ không được lấy cái thằng này đấy. Thì cái mức của mình là mình sẽ lấy cái dâu này đấy, vì nó đã quét cái cây trắng này rồi đó, quét cái trắng này rồi, thì đây sẽ là cái in name của mình đó, thì đây là quét thành công, thì đây sẽ là một cái gì, một cái đáy mới đó. Thì cấu trúc của mình sẽ tiếp tục như vậy. Đây TR trên này, muốn tăng thì nó cần phải quét qua cái này, và muốn giảm thì phải tiếp tục bó đáy. Ok. Rồi. Đến đây. Tất nhiên là dâu thì không được tính là bó rồi, mà lại cho dâu tiếp theo nữa. Đấy. Dâu tiếp theo này cũng không quét. Được chưa? Rồi tiếp tục lại cái dâu nữa thì đến đây nó mới quét cơ. Đó, thì hiện tại là cái cây đen này là cây cuối cùng. Thì đây, mình cần nó pullback cái đỉnh này. Ok. Mình cần nó pullback cái đỉnh này. Chạy. Ok, không có pullback mà nó lại tạo ra mức thấp hơn. Mức thấp hơn. Đây, cây đen này. Cây đen này là thấp hơn, thấp nhất này. Ok, đến đây là pullback thành công. Đấy, thì mình đi tìm IDM. Đây không phải là IDM vì nó không quét cái mức cao này. Đây mới là IDM cơ, vì nó đã quét cái thằng đằng trước nó như thế này rồi. Đấy, thì đây sẽ là IDM. Đó. Rồi. Nó không quét đúng không? Mà nó lại tiếp tục nó thấp nữa xuống. Đấy, thấp nữa xuống thì mình cũng quay về mình check như thế thôi. Ok, thấp nữa xuống. Cây đen này, cây đen sẽ là thấp nhất trong vùng. Ok, đã quét quét thì đây sẽ là cái IDM của mình, nó sẽ chuyển xuống đây IDM đó, rồi nó lên quét không, không hề, rồi nó lại cho thấp hơn, thì đây cây đen này là cái thấp nhất. Ok, pullback thành công, thì IDM của mình bây giờ là cái này cơ, mình cần cái này nó quét. Ok, đã quét rồi này, đấy thì đây sẽ là cái đáy mới. Đó, đây mới. Thì đây là một đáy. Đây là một đáy. Thì mức cao nhất giữa vùng đâu? Thế là thằng nào? Cao nhất. Đây, thằng này cao nhất. Thì đây sẽ là đỉnh. Ok chưa? Đấy thì mình lại bắt đầu nó sinh ra một cái TR mới. Mình lại xét trong cái TR này để xem là nó có xuống tiếp hay là nó lên tiếp hay không. Thế cấu trúc như này thì nó đã khá tốn thời gian của mọi người một tí, nhưng mà khi mà cấu trúc nó đã ok một tí, đã ok rồi ấy, thì mình tìm những cái khu vực POI nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Được, cho Sắc. hỏi tí là khi mình bắt đầu xác định cấu trúc thì mình xác định từ đâu? Xác Ví dụ định. bắt đầu ấy, ví dụ như mở cái tab mới bắt đầu xác định từ đâu? Mở một cái trang mới. Ok. Rồi. Ví dụ như con dầu này nhìn hơi ảo nhỉ. Ok, ví dụ như GU đúng không? Ví dụ như màu mấy năm đi. Thì mình đã nhìn cái mức gần nhất, ý là mình không nên xác định ngay trong cái khu vực này nhé. Ý là mình cứ zoom cái biểu đồ lại một tí để mình xem là ok đâu là những cái mức mà cao nhất rõ ràng, hoặc là bắt đầu nó đang thể hiện cái việc là từ giảm sang tăng đi chẳng hạn. Thì như ở đây là mình thấy là gì, một cái nhịp đang tăng lên này, sau đó là lao xuống. Thế thì mình đi tìm những cái mốc mức thấp của nó, hoặc là cái mức thấp nhất của chân giảm ấy, để bắt đầu xác định xem đấy có phải là một đáy hay không. Thì bắt đầu từ đấy, ví dụ như đây, xem đây có phải là một cái mức thấp hay không, thì là nó có quét IDM hay không, để nó có cho, để nó ra cấu trúc ấy. Khi nó ra cấu trúc rồi thì mình sẽ đi tiếp tiếp đi, đi tiếp, vì là mỗi một cấu trúc thì nó đều có một cái mốc swing, chứ không phải là một cấu trúc con. Thì thường mình sẽ bị nhầm lẫn trong cái việc là nó đang trong swing hay là nó đang trong một cái cấu trúc con, mà mình cứ nhầm với nó. Khi bao giờ đỉnh đáy được xác nhận
thì lúc đấy mình mới bắt đầu mình đi check cấu trúc, ý là đi 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 check check xem, mình nhìn nhá, mình thấy là có một mức thấp rồi, hoặc là có một mức cao rồi, thì mình cần check xem là đỉnh đáy đấy hợp lệ chưa. Khi hợp lệ rồi thì bắt đầu mình mới đi xét tiếp. Còn ví dụ như mình cứ nhìn thấy một mức thấp xong mà mình nghĩ nó ở đáy xong bắt đầu là đi check cấu trúc từ đấy thì không phải. Ví dụ từ đây đi. Ok, từ đây. Từ đây mình có một mức thấp này. À, xong là mình thấy là nó bót. Mình thấy nó bót. Ok, xong mình nghĩ đây là đáy. Thì đâu đúng đâu, vì cái này nó đã thành công đâu mà nó đây là đáy được. Ok. Hả? Ok. Ok đấy thì cấu trúc nó là như vậy ở đầu vàng. Ok đấy thì mình cứ lặp đi lặp lại cái như vậy thì mình sẽ ra được một cái biểu đồ cấu trúc. Thì với cấu trúc này thì mọi người đã cần làm quen đấy, nên là khi mới bắt đầu xác nhận thì nó sẽ hơi rối, nó khá là rối và nó sẽ khác với cái cấu trúc bình thường mà mình đã xác định. Ha. Thì ví dụ như đây, ok xác định nhanh nốt cái đoạn này nhá, thì đây sẽ là đáy thành công này, đây là đỉnh này, rồi tiếp tục nó cho mình một cái TR đúng không, để mình cần nó quét đúng không. Thì hiện tại ở đây ok chưa có, không bỏ qua, tiếp tục đến đây ok. Đoạn này thì đã có thân nến đóng qua này. Thì bắt đầu đi check, ok check đoạn này có thành công IDM rồi đấy. Rồi. Đấy thì đỉnh mới ở đây. Rồi tiếp tục quét. Có quét bằng thân không? Không, đoạn này thì ít quá. Như mình cứ nhìn đoạn nào mà nó rõ ràng nhé. Còn ít quá như này thì ok bỏ qua cũng được. Coi cái này SH thôi. Chứ đừng coi nó là bot. Nó làm giá khoảng 1-2 pip hay là 3 pip thôi thì nó không 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 thể hiện cho cái điều gì cả. Ok rồi thì mình bót tiếp, thì mình cần nó quét cái này, đây là một đống dâu dâu thấp nhất ở đây, đến đây mới có quét cơ. Rồi cấu trúc đây thì sao, ok pullback thành công rồi, IDM không quét lại tạo ra mức thấp hơn, cái này chưa quét pullback này. Cây trắng này thì sao, cây trắng này thì ok không quét mà tạo ra cây đen này thấp hơn cơ, cây đen thì đã pullback thành công rồi, cây đen thì đến đây là thành công này. Đấy thì quay về thì mức cao nhất thì đây sẽ là IDM, thì IDM ở đây là quét đúng không, quét thì đây sẽ là một cái đáy mới. Ô kìa, một cái đáy mới, ok đỉnh. Rồi tiếp tục mình có bot ok, đoạn này là bot thành công này, bot mức thấp nhất pullback thành công rồi, ITM cũng đã quét, ITM đây, ITM đây à, không đoạn này trước quét mà tạo ra mức thấp hơn, tạo ra mức thấp hơn, thấp nhất là cây trắng này thì đến đây là cũng phải thành công rồi, mức cao nhất, cao nhất của anh, nhưng mà ha. cũng từ chỗ này nó phải kết thành công rồi chứ. Bên đấy nên nhắc từ cho anh hỏi nó quét chỗ này đúng không, quét chỗ này xong thì cái hiện tại cái cây này sẽ là cây thấp nhất
thì đây là nó quét thành công rồi chứ, thì nó vun thành công rồi chứ. Full thành công nhưng mà nó chưa quét IDM. IDM đây Vun thành mà. công. Đúng, đúng. IDM nó chưa quét mà nó lại tạo ra mức Ok thấp ok hơn. Đấy, tạo ra mức thấp quên hơn đây này. quên quên À, quên ok. Thì ok, mức thấp hơn thì đây sẽ là cái IDM của mình. IDM là phải cao hơn nhá, cao hơn cái dâu đấy nhá. Đấy. Thì ok, đoạn này nó là một cả một khúc rồi cơ. Ok thì đây. Đây là IDM của mình cơ. Ok thì nó quét thành công thì đây sẽ là một cái đáy mới. Có nhiều đoạn cấu trúc mình nhìn vào mình sẽ cảm thấy nó rất là ối dồi ôi. Xuống lên thì đây sẽ là đỉnh này. Rồi, tiếp tục. Nó bót tiếp đúng không? Cái nhịp này bót tiếp. À, dâu đã thành công này. Pullback, đây là mức thấp nhất này. Đã pullback thành công này. IDM, những lần này thì chưa có cái dâu nào quét của cái thằng nào cả. Thì IDM nó sẽ ở đây. Ok. Không quét mà tạo ra mức thấp hơn nữa. Cái đen này. Cái đen là thứ nhất quét thì IDM mới ở đây. Ok, mình sẽ có một cái đáy mới ở đây. Ok. Đỉnh. Rồi. Tiếp tục. Quét thành công này. Cây trắng fullback này. IDM này. Ok. Ok. Rồi. Có nhiều đoạn cấu trúc có rất là nhỏ. Mình đang có một cái cấu trúc khá là lớn như một cái TR rất là lớn nhưng mà tự nhiên mình có một cái cấu trúc rất là nhỏ. Đấy thì cứ confirm theo cấu trúc nó đúng thì ok mình sẽ áp dụng vào. Còn không quan trọng là cái cấu trúc nó đang to chà bá tự nhiên nó nhỏ tí, ví dụ nó đang sập mạnh này xong tự nhiên nó chỉ có một cái nhịp nhỏ xíu này thôi đấy, sao là mình bỏ thì nó cũng không lên, cứ đúng cấu trúc là mình vẽ. Ok rồi, đến đây thì sao? Đến đây thì mình có là bot bot tăng lên, chóc tăng lên đấy, thì đây sẽ là mức cao nhất, bot thành công. Nhưng mà sao Indu rồi sao không quét, không quét Indu ở đây không quét mà tạo ra mức cao hơn nữa. Ok Indu ở đây thì sao cũng không quét đúng rồi, tiếp tục. À, cao hơn nữa đi, cao hơn nữa. Cây này không này, không này, đến đây mới quét cơ, thì mức thấp nhất là cây đen này. Đấy, thì những cái trường hợp mà nó ít như vậy, nó ít như vậy thì mọi người bỏ qua. Mấy hơn nữa là đây là một cái cây doji nữa, giật hai đầu khá là kinh, thì mình sẽ loại những cái trường hợp này, bỏ 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 những cái trường hợp này là không không tính đây là quét, không tính đây là quét mà mình đợi mức cao hơn. Đó. Thì hiện tại cái doji này nó cũng không cho mình pull back mà tại những cái trắng này cơ, cái trắng cao nhất này cơ, nó mới pull back cơ. Thì bây giờ cái Indu, cái cây thấp nhất này nó sẽ là cái Indu của mình, thì đến đây nó mới xác nhận. Thì ok mình sẽ có một cái đỉnh mới đấy, đang từ một cấu trúc nhỏ tí tự nhiên có một cái đỉnh mới luôn. Rồi tiếp tục, cái này là không vun thành công này. Xuống dưới thì ok đã vun thành công nhưng mà sao quét IDM chưa đấy, mãi đằng sau rồi nó mới quét cơ. Rồi tiếp tục, không bót đúng không mà sao nó bót cái thằng đỉnh này cơ, đỉnh này cũng không bót, đến mãi thằng này nó mới bót, đến mãi cái thằng này nó mới bót. Ok ok đây đi, bót đi. Ok pullback này nhưng mà sao Indu không quét. Ok
đến đằng sau là nó mới quét. À, nó đi đến mãi cây này nó quét thì đây sẽ là đỉnh mới. Ok, đấy thì nguyên cả một cái khúc cấu trúc này nó là từ đây lên đến tận trên này luôn, từ dưới này lên đến tận trên này luôn đó. Ok, rồi, tiếp tục chơi tiếp. Thằng này không có bot này, bằng râu này, quét bằng râu mức cao nhất này nó cũng quét bằng râu qua này, thì đây sẽ không cầm bot mà phải đợi cái mức cao này. Đấy, đóng bằng thân thì lúc nên nó có bot. Bot xong mình nhận đi check mức cao của nó, ok, quét quân bách nhưng mà không quét IRM, không được. Rồi, mức cao hơn thì sao? Ok, không quét. Rồi, cao hơn nữa thì sao? Cũng không quét. Rồi, đây. Đến đây thì đã quét phương bách này, nhưng mà không quét IRM. À, có quét IRM đây. Mãi đằng sau nó mới quét cơ. Mãi đằng sau nó mới quét cơ. Ok, thì cái mức cao mới của mình nó sẽ ở đây. Và mức thấp. Ok. Rồi. Tiếp tục công việc check dâu này không được này, đóng bằng thân này ok, nhưng mà pullback có thành công không? Không hề, mà nó tạo ra mức cao hơn đến cây đen này cơ, đến cây đen này, cây đen này, ô kìa, cây đen này là nó đã quét thành công này, quét thành công và cũng là inu thành công này đó. Đây sẽ là đỉnh mới và đây sẽ là đáy. Rồi đoạn này thì toàn dâu thôi sẽ không tính. Tiếp theo cao nhất này nó cũng chỉ có dâu thôi cũng không tính, đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ xét tới là cái mức đáy này nó có bot hay không. Ok, bot bot rồi check. Ok, đã indu này, à quên, đã pullback này. Rồi indu của mình sẽ là ở trên này, cao nhất giữa ba cái nến, cao nhất giữa ba cái lên, ok đó. Rồi ok, một cái TR, TR trên này thì không, đến đây nó bot tiếp, bot tiếp cây thấp này, không này, thấp hơn này, cây này là pullback thành công này, pullback thành công. Ok, nhưng mà sao không quét Indu? Đó, mãi đằng sau rồi nó mới quét cơ. Kéo dài tổ tráng ra nó mới quét Indu cơ. Thì ok, đáy mới. Rồi, đỉnh. Cao nhất. Đây thì mức cao nhất thì cái này là pullback thành công này. Nhưng mà Indu ra ok, đã quét. Mình sẽ có một cái đỉnh mới. Ok. Tiếp tục bot này, cái này chưa thành, đến đây mới thành nhưng mà không quét Indo. Ok, mức cao cái này cũng không quét Indo, không quét. Đến mức trên này thì sao? Trên này đến đây nó mới quét cơ. Ok, tình huống của mình sẽ ở trên này và đáy ở đây đó. Rồi tiếp tục đến đây, đến đây nó không có bot, nó là dâu này, nó không có cái thân nến nào đóng qua cái dâu này, đúng không? Thì đây chắc không được, thì nó bot kể cả đây cũng thế, chưa có thằng nào tiếp cận đến xuống cái swing dưới này. Thế thì hiện tại nó đang đi sideways trong cái TR này. Đấy thì mình sẽ lập được ra một cái cấu trúc như vậy, một cái bản đồ cấu trúc như vậy. Ok không? Hình dung được cái cách xác định cấu Ok trúc như này không? luôn. Đó. Thì đấy thì cấu trúc của nó là nó sẽ đi như thế. Đâu nhỉ? Đoạn này thành công chưa?
Đã thành công rồi xem. Ôi 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 kìa, đấy thì một cái cấu trúc khá là phức tạp đối với vàng, mà theo cái cách thông thường thì mình sẽ xác định kiểu khác. Wow, tất nhiên là trong một đoạn cấu trúc thì nó luôn có quét thanh khoản nha, nó luôn có quét để mà thu thập thanh khoản cho nó nhiều hơn đấy, chứ không có nghĩa là cứ cấu trúc tăng là nó cứ tăng mãi nó không có cái nhịp giảm nào đâu. Ví dụ như này này, nó vẫn là cấu trúc tăng nhưng mà nó có nhiều pha, nó quét xuống, quét cấu trúc xuống để làm gì? Thu thập thanh khoản, chứ không phải là nó đảo chen về chân giảm luôn đó. Đấy thì đây là một cái cấu trúc vàng. Thì khi mà mọi người xác định được cấu trúc rồi ấy, ví dụ như đây bắt đầu check từ đoạn trên này, thì khi bắt đầu là có cấu trúc rồi thì sẽ tìm được ra là những cái swing. Ví dụ như ở đây ok, những cái swing như vậy đây. Ôi, cứ tìm những đoạn nào mà nó để lại imagen đấy nhé. Bắt đầu để lại imagen đấy thì mình sẽ xài, vì là imagen nó thể hiện cho cái việc là ok sập mạnh hoặc là tăng mạnh thì là nhiều tiền đấy. Imagen, ok. Những cái lưu ý khi chọn POI thì ok, đến cái phần POI mình nói tiếp. Ok. Đấy thì cơ bản nó là như vậy. Thì khi mọi người mà xác định được cấu trúc nó ngon nghẻ rồi ấy, thì cái việc mà tìm POI hay là công việc chơi của mình sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ví dụ như đây ok, mình thấy nó phản ứng một phát này với cấu trúc nhá, hai phát này, ba phát này, bốn phát này, năm phát này, đó, sáu phát này. Đấy thì đây mới chỉ là một cấu trúc thôi, chứ chưa chưa áp thêm thanh khoản này, nó áp thêm mấy cái model của SMC vào đấy, thì mọi người sẽ nhìn ra được là cấu trúc nó quan trọng như nào trong cái việc mà mình giao dịch. Ok. Ok, nay có cái gì vướng mắc không em? Không rồi. Hiểu cái vu này. Cái xác định cấu trúc có Hiểu. thấy thấy hiểu Ok. hiểu đâu chưa? Hiểu. Để thực hành thêm. Ok, quan trọng Hiện là vẽ. tại này. Ok. Quan trọng là cái em biểu đồ đó. Quan trọng là vẽ nhiều vào, thì khi mà em nhìn vào chart ấy, kể cả không cần vẽ luôn là cũng nhìn thấy ra rồi, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn và nó nhanh hơn. Quan trọng là mình nhìn chart quen thôi, chứ thực ra là lý thuyết nó chả có cái gì nó mới mẻ cả, nó chỉ có như thế thôi.
À mà mấy cái có cái phần mềm nào biết test hay là dùng trading view không? Trading View, nếu mà Trading View mà không mua thì dùng cái web Internet đấy. À rồi biết. Web với nó cũng tương tự Trading View mà nó cho mình backtest mà. Chỉ là vẽ vời nó hơi tù một tí thôi. Ý là ở trên đấy đấy, trên Internet đấy thì nó không cho mình tích những cái sao sao ở đâu để nó hiện ra cái này đâu. Mình vẽ thì mình phải bấm từng cái một thì nó hơi tù. Nhưng mà được cái là backtest được. Đó. Đấy để em vẽ thôi, em vẽ thử thôi. Ok. Thế thì Ủa anh biết hôm nay đến đây nhá. Bởi vì cái phần này ok nó khá là nhiều thứ ấy. em đọc từ từ thôi, ngộ độc luôn. Ừ thì cứ cách khoảng một ngày hoặc là 2 ngày mình quay lại. Chứ dồn nhiều vào thì anh sợ quên hết đấy. Ok Đó. Đấy mà thì kèm kèm nó là như thế thôi, kèm nó chỉ kỹ hơn cho cái phần này thôi chứ kiến thức nó không có cái gì mới. không Đấy. không tiền chắc cả đời chả hiểu cái này đâu. Ok Không, cứ bỏ thời gian là được mà, mình không bỏ được thời gian ra thì mình bỏ bỏ tiền ra kiểu thế. lắm, lúc không có như này thì mình không được như này. Thì tùy mà, thằng rít thằng rát chứ, người ta muốn nhanh giàu thì người ta phải phải có cách khác chứ. Ok anh. Mà cái trading view này của anh là anh mua trực tiếp của bọn em. Ừ. Thì có mấy bọn bán trading view cũng rẻ thế. Bán không ăn thua đâu, bọn trên view nó update một phát là mất luôn mà. Anh đang ấy mà, bảo là anh em có dùng chung ấy thì dùng mà. Đấy, hiện tại là có ông Thành này, có cái Hiền nữa, là 3 người dùng được cho 5 máy hoặc 6 mạng, hình như 5 máy ấy thôi. Thế để bây giờ mà Trang anh chủ cái này không biết còn bao nhiêu ngày nữa, hình như còn như còn tầm 2 3 tháng gì đây, còn 113 ngày. kỳ hình dáng tiếp theo 600 đô kìa, mẹ à. Bây giờ anh nhiều lắm, gần đợt cuối năm này nhiều thứ lắm, tài khoản Zoom này cũng sắp đến hạn, ra hạn rồi. Zoom rồi là TradingView rồi là cái gì, cái gì nhỉ, Mình gấp mấy tên miền của anh. không web thì nó trừ tiền rồi, chưa kịp hủy nó trừ tiền rồi, mà là 1,8 triệu bạc ác ôn. Cái zoom nó phải mất tiền. Ừ Zoom này Zoom mua mà chứ bản thường chỉ được 20 phút thôi. Tôi ghê chẳng. Ok rồi, đấy thì hôm nay như vậy nhá. Mà Có có gì thể gửi là video lại cho em. có thể là 2 3 hôm nữa rồi tiếp tục.